Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Samsung Club. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đem hai người anh em của Samsung Galaxy Z7 Pro ra để test tựa game PUBG Mobile. Đấy chính là Samsung Galaxy Z7 Cộng với cả Samsung Galaxy Z7 Prime. Lần trước thì mình test trên Z7 Pro thì kết quả khá là khả quan. Vậy thì kết quả của hai chiếc máy này sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng xem nhé. Trước khi đến với phần test game thì chúng mình cùng điểm qua cấu hình của hai chiếc máy này. Tất nhiên là cấu hình về mặt là con chip xử lý thôi. Là trên Z7 Prime chúng ta sẽ có một con chip là Exynos 7870 8 x 64 bit. Tốc độ CPU là 1.6 GHz với cả chip đồ họa GPU là Mali T830. Trong khi đó Samsung Galaxy Z7 Cộng thì chạy chip MediaTek Helio P25 Lite 8 với 4 x tốc độ cao là 2.39 GHz và 4 x tốc độ thấp là 1.69 GHz với chip đồ họa GPU là Mali T880 MP2. Như vậy có thể nói là về phần cấu hình để chơi game này thì Samsung Galaxy Z7 Cộng chắc chắn là mạnh hơn hẳn so với Samsung Galaxy Z7 Prime rồi. Vâng, như lúc nãy mình đã nói thì mình sẽ test trên Samsung Galaxy Z7 Cộng đầu tiên. Thì về cấu hình thì so sánh với Z7 Prime thì Z7 Cộng sẽ vượt trội hơn một chút với việc là có thêm 4 x tốc độ cao ở trên con chip Exynos của mình. Đâu, không phải là Exynos mà là trên con chip MediaTek P25 thì phải. Tuy nhiên thì lúc mà gợi ý đầu tiên ấy thì graphic của game nó cũng gợi ý cho mình cũng là mức medium, cũng khá tốt. Và đặc biệt là ở phiên bản mới PUBG thì nó đã có một cái gọi là tự động giảm độ phân giải của game xuống để nếu mà phát hiện ra lag. Rồi ôi, bây giờ mình đang chơi ACAT thì nó sẽ ít người hơn và nó bắn nhau sớm hơn. Trời ơi. Nên là bây giờ mình đang phải ngồi lút rất là vội vã. À, mình thấy là cái chế độ này khi mà ACAT là nó sẽ thi thoảng nó sẽ vứt cho bạn là các cái súng gọi là súng, có những cái là có những trận mà nó chỉ cho bạn súng lục thôi, có những trận mà nó chỉ cho bạn súng ngắm, và như trận này thì là cho súng bình thường này. Úi dồi ôi, thanh niên kia có khi là nấp sau cái nhà rồi. Khó đấy. Bo này lại còn đau nữa chứ. Công Phương. Đấy, bắn mình chưa đấy. Bắn nó đi bạn ơi. Úi dồi ôi, sao cuối cùng thanh niên kia là boss, xong chết bởi Playzone ạ. Cay vai thưởng. Bực mình ghê. Chán thật, nó giết được đúng không ạ? Mà thực ra là các bạn cũng có thể thấy là từ nãy giờ mình chơi ấy thì chơi trên Z7 Cộng này nó khá là mượt. Không phải là, không phải cái cảm giác mà mượt như kiểu là chơi trên các cái flagship như kiểu là S9 hay là các thể loại flagship khác, nhưng mà nó thực ra nó không ảnh hưởng lắm. Những kiểu thi thoảng mấy cái lag giật của nó ấy, quên mất chưa đào này, nó không ảnh hưởng đến những cái trải nghiệm của bạn. Ví dụ như kiểu bạn rút súng ra bắn thì vẫn ok, nó có thể là nó hơi giật hơn so với các flagship khác, nhưng mà theo mình ấy, thì các bạn bắn vẫn vô tư. Mặc dù mình nói thẳng luôn là cái điểm mạnh để quảng bá của Z7 Cộng không phải là hiệu năng chơi game mà là máy ảnh, và cũng như là thời lượng pin của Z7 Cộng thì cũng không phải là quá xuất sắc. Nhưng mà với cái tựa game đang hot thế này thì nếu mà giả sử bạn đang sử dụng một con Z7 Cộng chẳng hạn, mà bạn xem được cái clip này xong thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm đao PUBG Mobile về chơi. Ông nào lắp cái X8 vào đây thế rồi ơi. À, bó sau vậy. Thực ra là trên cái PUBG Mobile này, nếu mà bạn bấm bạn cầm X8 ấy, nhiều khi là bạn chết đấy, bởi vì lúc bắn tao, what the fuck.
Ôi đùa. 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 Bực mình ghê. Đấy. Đã không ấy được rồi còn cố tình bắn mình, đã chạy không kịp rồi. Bố láo thật. Thôi rồi, mình sẽ nghĩ là lúc này mình chưa không có duyên tốt một, khi mà bắn bằng JB+ nên mình sẽ đổi máy để đổi phong thủy. Vâng, sau khi mà mình đã không được phong thủy lắm với Samsung Galaxy JB+ thì mình chuyển sang JB Prime. Nhưng ngay từ lúc load game thì mình có thể cảm nhận được rằng đối với JB Prime thì game PUBG Mobile vẫn đang là một game quá nặng. Thực sự là mình nghĩ là nó còn quá nặng. Bởi vì lúc ngay ở ngay từ giai đoạn load game ấy là JB Prime vẫn thấy cho thấy là cái load game rất là lâu rồi để có thể vào bên trong ấy. Ở bên trong thì mặc dù đã để tất cả là lâu rồi nhưng mà mình nghĩ là chơi thì nó cũng chỉ ở mức chấp nhận được. Hy vọng rằng là mình sẽ sống sót qua được cái giai đoạn đầu mà lúc mà có nhiều người chơi ấy, thì sống sót được qua giai đoạn đấy thì tự khắc là cái game nó sẽ giảm cái đồ họa xuống. Đây là kinh nghiệm đã chơi trên rất là nhiều trận PUBG Mobile với cả chơi cả trên PUBG máy tính rồi. Thì là trong một cái bản đồ đấy, nếu mà càng ít người thì game nó lại càng mượt. Là mà mình nghĩ là cho đến khi mà đấy, các bạn có thể thấy là ngay lúc này này, khi mà tập trung rất nhiều người trong một khu nhá, mặc dù là trước mặt mình không thấy cái gì đâu mà máy này đã hơi giật rồi. Mình đang chơi chế độ arcade, là một chế độ chơi nhanh thì thôi, chơi nhanh chết nhanh cho sớm trợ. Úi dồi ôi, nhảy xuống Yasna Podaya ra đây thì đây là trong trong khu người ta gọi đây là khu chung cư đấy, trong game PC người ta gọi đây là khu chung cư, nó có rất nhiều nhà chung cư. Nhưng cái hay ở đây là chúng ta không vào chung cư, chúng ta lút ở nhà ngoài. Rồi nhảy lên nóc nhà rất dập, khá là lag đấy. Ôi bà, à trận này có khi là bắn chỉ súng ngắm thôi. À không, tôi vẫn thấy súng, tôi vẫn thấy những khẩu sóc ấy. Những khẩu sóc hơi bị sóc hông một tí. Kìa cả là tự nhiên nhặt được hai khẩu shotgun, không biết nên vui nên khóc. Không biết là nên vui hay nên buồn, nhưng mà thực ra là nên buồn đấy. Tại vì chúng nó bắn hết rồi kìa, trời ơi. Khẩu shotgun này thì là chơi trên PC thì thi thoảng là shotgun còn mang lại tí giá trị. Chơi trên PUBG Mobile này mà không, đặc biệt là cái arcade này, cái chế độ arcade này thì nó sẽ diễn biến trận đấu rất là nhanh. Vòng bo nhanh, các bạn thì nhìn thấy đấy, mình vừa đáp xuống có tí, đi lút đồ có tí thôi mà nó đã gọi là ui dồi, AK kìa, AK mày làm khẩu X4 AK đi. Được đấy, tôi mi găng thì không có giá trị lắm. Ui được kìa, được của nó đấy. Mình cam đoan là sau lưng, sau đít mình đã có đống người. Em có thể lướt té được không? Ôi, có thằng chạy ngang mặt mình mới kinh. Hay lắm bé ơi. Úi dồi, nhìn cái cách di chuyển của bạn ấy nhìn có vẻ hơi ấy nhỉ. Và các bạn cũng có thể thấy đấy, hiệu năng chơi game trên Samsung Galaxy J7+ là khá tốt. Tuy nhiên trên J7 Prime thì lại không được tốt cho lắm. Và vừa rồi thì mình cũng đã test game PUBG Mobile trên cả hai cái con máy này rồi. Và đây là một tựa game đang rất hot, vì thế bạn muốn mình test tiếp dòng máy nào của Samsung thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Sam Club. Còn bây giờ thì mình chơi tiếp đây.